Hôm nay 7 tháng 3, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định thi hành hình thức kỷ luật cảnh cáo về Đảng đối với ông Hoàng Minh Quân, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Phúc do có nhiều khuyết điểm vi phạm trong quá trình làm Giám đốc Sở. Theo đó, ông Quân đã vi phạm về nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo quản lý, không chấp hành đúng quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, có trường hợp bổ nhiệm còn thiếu dân chủ, có trường hợp chưa có trong quy hoạch, có trường hợp chưa đủ điều kiện để bổ nhiệm. Ông Quân cũng vi phạm về thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát các đơn vị trực thuộc của ngành trong việc thực hiện quy định của nhà nước về minh bạch tài sản. Đồng thời, ông Quân còn thiếu kiểm tra giám sát dẫn đến việc quản lý sử dụng xe công chưa theo đúng quy định. Trước đó, báo Tuổi Trẻ đã có bài viết 38 trên 45 công chức Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Phúc là lãnh đạo, phản ánh tình trạng lạm phát lãnh đạo ở sở này. Trong đó có những phòng, có 4 công chức thì cả 4 người này đều là lãnh đạo.